Thưa quý vị, quán cà phê mèo khá phổ biến tại các quốc gia châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên loại hình kinh doanh này xuất hiện ở Washington DC, nước Mỹ. Sau khi trải nghiệm phong cách uống cà phê mèo tại Thái Lan, anh Kanchan Sai quyết định mang ý tưởng này về Washington DC, nước Mỹ. Tại đây, mọi người có thể vừa thưởng thức cappuccino, vừa được vuốt ve những chú mèo dễ thương và ngộ nghĩnh. Chúng tôi không có thời gian nhiều bên những thú cưng nên đây là cơ hội để mọi người trải nghiệm. Chúng ta có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa nô đùa với những chú mèo, rất độc đáo và thích thú. Những chú mèo này đến từ Hội Nhân đạo Washington và mục đích chính của anh Sai là tìm nhà cho chúng. Việc nhận nuôi mèo cũng khá đơn giản, chỉ cần hoàn tất giấy cam kết với Hội Nhân đạo Washington. Sau 6 tuần khởi động, đã có 16 chú mèo được nhận nuôi. Nếu tính cả 2 chú mèo con và một cặp mèo mới được nhận nuôi thì tổng số là 20. Theo quy định của Sở Y tế Washington DC, thức ăn phải được chế biến bên ngoài quán để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực khách. Khách hàng đến quán chủ yếu là những người yêu thích thú cưng nhưng không có điều kiện để nuôi. Cũng có những người đến quán chỉ để xả stress. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh trở lại sau một tuần làm việc căng thẳng, vì thế quán này khá là hay. Quán cà phê mèo khá phổ biến tại Nhật Bản và châu Âu. Năm ngoái, có 2 quán tương tự đã ra đời tại bang Auckland và bang California. Tháng 9 tới, New York sẽ mở thêm một quán cà phê mèo nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa có một buổi giao lưu giới thiệu với độc giả cuốn sách mới nhất của mình, Già sao cho sướng, vào sáng ngày 12 tháng 8. Tại buổi giao lưu thì bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có những chia sẻ hữu ích và rất dí dỏm về các kỹ năng, các kinh nghiệm sống vui, sống khỏe dành cho người lớn tuổi. Những chia sẻ, kinh nghiệm được viết trong cuốn sách Già sao cho sướng đến từ những quan sát, trải nghiệm từ chính bản thân tác giả và bạn bè, người thân của mình. Để thấy sướng ở tuổi già thì mỗi người phải biết chấp nhận quy luật tạo hóa và tìm niềm vui cho cuộc sống. Bởi đáng sợ hơn cái chết chính là sợ chết. Mỗi người già phải dũng cảm thừa nhận mình đã già và tập làm bạn với thần chết. Cái thù lớn nhất của người già là không biết mình già. Tại vì họ tưởng đâu là họ còn trẻ, cho nên họ sẽ khổ vì họ sống không có đúng với lại cái tuổi tác của họ. Thấy không? Thành ra họ đóng vai người trẻ thì không được, thì họ sẽ khổ. Mà theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là họ phải sống một cách tự tại, họ ung dung. Họ biết chấp nhận cái tuổi tác của họ và họ phải từ bi với bản thân họ, tức là họ đừng có thù oán họ, thì lúc đó họ sẽ sống hạnh phúc. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đưa vào cái trang sách Già sao cho sướng những phân tích, dẫn chứng và so sánh rất thực tế bằng dòng văn dí dỏm. Qua đó, độc giả có thể cảm nhận tuổi già không phải là sự chấm hết mà là sự khởi đầu cho hành trình mới của mỗi con người. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là tác giả của nhiều đầu sách chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và nâng cao giá trị sống như Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn, v.v. Triển lãm mỹ thuật khu vực 6 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 vừa được khai mạc tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 7 tháng 8. Tại triển lãm thì Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chọn ra 136 tác phẩm từ 182 tác phẩm dự thi để trưng bày. Trong số đó, nhiều tác phẩm về đề tài Bác Hồ hay biển đảo quê hương đã được đánh giá rất cao. Các tác phẩm tham dự triển lãm năm nay được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, đá, đồng, phản ánh phong cảnh cuộc sống sinh hoạt của nhân dân khắp mọi miền đất nước. Các sáng tác về đề tài Bác Hồ, lực lượng vũ trang, biển đảo quê hương đặc biệt được nhiều tác giả quan tâm. Năm nào cô cũng có tác phẩm tham gia triển lãm. Hôm nay là chủ đề là thiên về nhiều về biển đảo. Mà những cái tác phẩm biển đảo thì hầu như là đạt chất lượng cao. Tại triển lãm, tác phẩm Bác Hồ làm bằng đá ghép được họa sĩ Lê Thị Kim Bạch thực hiện trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến năm 2015 đã được trưng bày. Tác phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trao giải nhất cuộc thi vận động sáng tác tác phẩm nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nằm trong hoạt động triển lãm, ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm dự thi giải thưởng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Năm nay, giải A được trao cho bộ tranh lụa Tổ quốc gọi của họa sĩ Lê Thị Kim Bạch. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng tổ chức thì cuộc thi Miss Business Nữ hoàng doanh nhân năm 2015 đã đi đến chặng bán kết. Vào ngày 12 tháng 8 vừa qua thì top 30 thí sinh đã có buổi thi trình diễn trước ống kính. Phong cách của các nữ doanh nhân đã phần nào được định hình. Sân chơi tôn vinh nữ hoàng doanh nhân được tổ chức dưới hình thức thi qua ảnh, chính thức khởi động từ ngày 2 tháng 6 năm 2015. Ban tổ chức đánh giá cao chất lượng thí sinh trong năm đầu tiên tổ chức này. Qua cái profile đó thì họ gửi tóm tắt cái quá trình làm việc của họ từ thành lập công ty cho đến những hình ảnh xoay quanh ngày làm việc của họ hoặc một tuần làm việc của họ, về chính bản thân của họ, về bạn bè, về gia đình của họ. Thì mình đánh giá là thí sinh này là cái profile của họ rất là tốt.
Nói về điểm khác biệt của cuộc thi, đạo diễn Lê Việt chia sẻ, trọng tâm của cuộc thi là nữ doanh nhân. Đây không phải là một cái cuộc thi về hoa hậu hay là người mẫu, mà là một cuộc thi về doanh nhân. Cho nên cách dàn dựng của chúng tôi nó cũng rất là tập trung sâu vào cái môi trường làm việc cũng như là cái phong cách của những nữ doanh nhân. Cho nên là các phần thi đều được dàn dựng khác biệt hẳn so với những cuộc thi nhan sắc khác. Chọn nữ doanh nhân làm trọng tâm, cuộc thi không chú trọng tranh đua nhan sắc mà là tạo ra một sân chơi để tôn vinh sự cống hiến và sự tài sắc vẹn toàn của các nữ doanh nhân. Mong muốn rằng là đem đến những giúp cho các nữ doanh nhân mình tỏa sáng hơn, xinh đẹp hơn và hoàn thiện phong cách của các nữ doanh nhân trong những cái hoạt động kinh doanh của họ luôn. Trước giờ tôi rất là bận rộn với công việc nên hầu như tôi không có thời gian để mà chăm sóc bản thân mình từ làn da cho đến vóc dáng. Nhưng mà bây giờ mình tham gia cuộc thi thì mình biết là mình phải trau chuốt mình hơn nữa. Sau chặng bán kết, top 18 của cuộc thi sẽ bước tiếp vào vòng thi thứ 3 và đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 8. Cuộc thi do tạp chí du lịch và giải trí thuộc Tổng cục Du lịch phối hợp với công ty truyền thông Nam Định tổ chức. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Thế giới trong trang sách. Tôi là Thức Anh và trong chuyên mục kỳ này tôi muốn giới thiệu đến quý vị quyển sách Về bản tính người của tác giả Edward Osborne Wilson. Thưa quý vị, trong ứng xử giữa con người với con người, trong cuộc sống, trong công việc cũng như là ứng xử với chính bản thân của chúng ta, nếu như chúng ta biết qua về bản năng của loài người thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận khác đi về giống loài của chúng ta, giống loài mà từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là giống loài thượng tôn của thế giới. Các nhà triết học, sinh học và cả thần học đã đặt vấn đề liệu có chủ đề nào quan trọng hơn chủ đề bản tính con người? Đi tìm lời giải đó dưới góc độ sinh học nhưng không kém phần nhân văn, nhà bác học Edward Wilson đã nghi vấn về nhiều ngộ nhận phổ biến hiện nay về hành vi của loài người và tìm cách lý giải hành vi của loài người. Ông không xem loài người là một ngoại lệ, cho dẫu con người đã đạt được những thành tựu lớn lao đến đâu và mặc dù có sự thiên vị tự nhiên do bởi bản thân chúng ta thuộc loài người. Ở đây, quyển sách Về bản tính người bàn đến những câu hỏi then chốt, đó là tinh thần của chúng ta hoạt động như thế nào, tại sao nó hoạt động theo cách này mà không phải là theo cách khác. Và một câu hỏi phát sinh từ hai vấn đề đó, đó là bản tính tối hậu của con người chúng ta là gì? Chân dung con người được phác họa chi tiết đến kinh ngạc với những phát hiện giật mình. Wilson chiêm nghiệm chúng ta sinh ra không phải như những tấm bản trắng tinh khôi, chực chờ để được viết nên bằng kinh nghiệm. Chúng ta là những khối phức hợp của môi trường và những gen tác động tới hành vi xã hội. Không có một hành động nào, một ý chí nào thoát ra được sợi dây xích của tự nhiên, của gen hay của chính khái niệm đã đi sâu vào thơ ca dưới cái tên định mệnh. Nhưng Wilson không khuyến khích nhân loại đầu hàng định mệnh. Ông gọi quyển sách này là thiên sử thi tiến hóa, là chuyện thần thoại hay nhất trong chừng mực trí tuệ có thể phán xét. Chỉ bằng cách tiếp tục thần thoại ấy, con người mới bước tiếp trên hành trình hiện tồn với niềm hy vọng không thể dập tắt về hạnh phúc và những điều tốt đẹp hơn ở tương lai. Sách Về bản tính người được Nhã Nam kết hợp với Nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2015. Mời quý vị tìm đọc. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chìa khóa showbiz tuần này. Vĩnh Phúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.